Xin kính chào quý vị khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Quốc hôm 6 tháng 8, kiểm soát hàng chục ngôi làng trong chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Ngày 17 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang xem xét nghiêm túc kịch bản lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân cách biên giới hai nước khoảng 90 km ở tỉnh Quốc. Tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom đã bắt đầu rút nhân viên khỏi nhà máy, trong khi binh sĩ Nga đang gấp rút đào hào phòng thủ xung quanh cơ sở. Quân đội Ukraine cho biết họ đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Sutya và chỉ còn cách nhà máy điện hạt nhân Quốc khoảng 70 km. Nhà máy này có hai lò phản ứng đang hoạt động, có thiết kế tương tự nhà máy Chernobyl ở Ukraine, cùng hai lò hiện đại hơn đang xây dựng. Hai lò mới này gần giống lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát ở tỉnh cùng tên ở Ukraine. Chuyên gia hạt nhân từ Trung tâm Minh bạch Môi trường Belona ở Litva, Dmitry Gokov nhận định, trong trường hợp lực lượng Ukraine tấn công và kiểm soát nhà máy hạt nhân Quốc và tình trạng an toàn tại cơ sở này được duy trì, Ukraine có thể tìm cách kết nối nhà máy với hệ thống năng lượng của mình để khai thác nguồn điện tại đây. Lựa chọn này chỉ khả thi nếu đơn vị vận hành Nga không đưa các lò phản ứng tại đây vào trạng thái nguội khiến hoạt động phát điện bị ngừng. Ông Gokov giải thích, Kiev cũng sẽ cần bổ sung hạ tầng để kéo điện trực tiếp từ nhà máy về Ukraine, gồm các trạm biến áp, đường dây điện cao thế. Ukraine có thể kết nối điện từ nhà máy Quốc bằng hai đường dây điện 330 kV và 750 kV chạy qua thị trấn Sutya hướng tới tỉnh Sumy. Nhưng chưa rõ tình trạng của hai đường dây này, đặc biệt là đoạn hướng về phía Ukraine sau các đợt không kích hạ tầng năng lượng của Nga. Hệ thống năng lượng của Nga và Ukraine cũng không đồng bộ, chưa được kết nối với nhau. Kể từ khi Ukraine chuyển sang dùng hệ thống năng lượng châu Âu trong những tháng đầu chiến sự, việc kết nối một cơ sở phát điện trên lãnh thổ Nga với hệ thống năng lượng của Ukraine đòi hỏi phải lắp đặt thêm thiết bị. Ông Gokov nhận định, rất khó để thực hiện điều này ở tiền tuyến trong thời chiến. Ông nói thêm rằng, đây là kịch bản ít khả năng xảy ra nhất trong trường hợp Ukraine kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Quốc. Giới quan sát cho rằng, Ukraine cũng có thể đang cố gắng tước nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của Nga trong khu vực. Nhà máy Quốc cung cấp gần 90% tổng lượng điện cho tỉnh. Năm 2023, nhà máy sản xuất 19,1 tỷ kW điện, cao hơn gấp đôi nhu cầu tiêu thụ của tỉnh Quốc. Phần lớn điện do nhà máy sản xuất được cung cấp cho các khu vực lân cận và lưới điện thống nhất của Nga. Nếu Nga mất kiểm soát nhà máy, tỉnh Quốc sẽ gặp nhiều vấn đề về nguồn cung điện. Nhưng việc Ukraine kiểm soát nhà máy sẽ không gây áp lực lên các tỉnh lân cận, bởi lượng điện bị mất có thể được bù đắp bởi các nguồn khác. Trong hệ thống năng lượng trung tâm của Nga, nhà máy Quốc chỉ chiếm 2 GW trên tổng công suất 50 GW và là nhà máy hạt nhân nhỏ nhất so với 3 nhà máy khác trong cùng khu vực. Tuy nhiên, việc tắt lò phản ứng của nhà máy để tước nguồn cung điện cho Nga cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Chuyên gia Lauren William tại Đại học Bangor, Anh, chỉ ra rằng nhà máy Quốc chỉ duy trì nguồn điện để vận hành hệ thống làm mát. Nếu hệ thống làm mát ngừng hoạt động, nhiên liệu trong lò phản ứng có thể tan chảy, phát tán phóng xạ ra ngoài. Cảnh báo điều này có thể ảnh hưởng xấu tới chính các binh sĩ Ukraine đang tác chiến ở khu vực, William nói. Tình hình có thể không nghiêm trọng như thảm họa Chernobyl, nhưng khá giống với những gì đã xảy ra ở Fukushima, Nhật Bản. Theo chuyên gia này, trong trường hợp kiểm soát nhà máy hạt nhân Quốc, Ukraine nên giữ nguyên hiện trạng, cho phép các nhân viên tiếp tục vận hành nhà máy và tránh ngắt lưới điện. Một nhà khoa học hạt nhân Ukraine cũng cảnh báo rằng Kiev không có kiến thức cần thiết để vận hành nhà máy Nga, do chúng đã có nhiều thay đổi so với thiết kế của nhà máy Chernobyl. Chuyên gia Gokov cũng cho rằng lựa chọn khả thi nhất của Kiev nếu kiểm soát nhà máy Quốc là giữ nguyên hiện trạng để biến nó thành lá bài mặc cả, trao đổi lấy nhà máy Zaporizhia mà quân đội Nga kiểm soát từ năm 2022. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc dùng lực lượng quân sự để kiểm soát nhà máy hạt nhân Quốc tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhất là khi quân đội Nga đang phòng thủ tại đây, ông nói. Nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân đang ngày càng rõ nét khi chiến sự kéo dài. Bất kỳ nỗ lực nào cũng có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân, rò rỉ phóng xạ. Khuyến cáo từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho thấy, nếu nguy cơ xung đột bao trùm lên các nhà máy hạt nhân, các bên cần thực hiện mọi nỗ lực tránh một cuộc tấn công bằng vũ khí hạng nặng nhằm vào cơ sở.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi ra tuyên bố: "Tôi kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh sự cố hạt nhân có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi đã liên hệ với giới chức ở cả hai nước và sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này." Đài truyền hình RAI của Italy gần đây đã triệu hai phóng viên từng tác nghiệp ở tỉnh Kursk về nước sau khi Nga cáo buộc họ vượt biên trái phép. Đài RAI ra tuyên bố: "Chúng tôi quyết định gọi nhà báo Stefania Battistini và quay phim Simeone Traini trở về Italy để đảm bảo an toàn và an ninh cá nhân." Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Traini và Battistini với cáo buộc vượt biên trái phép vào Nga. FSB cho biết thêm, cơ quan này còn xác định được nhà báo CNN Nick Patton-Watt đã tới Suza, tỉnh Kursk và sẽ sớm đưa ra quyết định với ba người này. Ngày 14 tháng 8, Đài RAI đã phát bản tin từ thị trấn Suza, tỉnh Kursk, trong lúc đang diễn ra cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực này. Nhóm phóng viên Italy tác nghiệp dưới sự bảo vệ của quân đội Ukraine. Hai ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Italy Cecilia Piccioni để phản đối việc phóng viên nước này đưa tin từ Kursk, cáo buộc đây là hành vi vượt biên trái phép. Moscow chỉ trích các phóng viên Italy vi phạm nghiêm trọng luật pháp Nga và các quy tắc cơ bản trong đạo đức báo chí. Đại sứ Piccioni giải thích với chính quyền Nga rằng các phóng viên ở đài truyền hình RAI lên kế hoạch hoạt động hoàn toàn độc lập và tự chủ. Mới đây, một số chiến binh Ukraine tham gia cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk bị lực lượng Nga bắt giữ trong một cuộc đột kích đã thừa nhận, giúp vận chuyển thường dân Nga đến một địa điểm không xác định. Đoạn phim được đăng tải cho thấy các chiến binh vũ trang Ukraine đang hộ tống những người đàn ông Nga, một số người trong số họ bị hành hung, bịt mắt từ nhà riêng và đẩy họ lên xe tải. Họ được cho là thường dân bị bắt cóc ở làng Koncharovka, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 8 km. Trong quá trình thẩm vấn, những tù binh Ukraine được yêu cầu giải thích thêm về đoạn phim và giải thích họ đang đưa ai lên xe và tại sao. Một trong những tù binh khẳng định rằng những người đàn ông đó là lính nghĩa vụ Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ, nhưng thừa nhận ít nhất 3 người trong số họ thực sự là những thường dân đến thăm ai đó. Người lính Ukraine khẳng định rằng đơn vị của anh ta chỉ được giao nhiệm vụ thu thập người dân, vận chuyển và giao nộp cho cảnh sát quân sự. Anh ta còn nói không biết lý do tại sao dân thường bị bắt. Những người lính Ukraine này còn cho biết họ đã phục vụ trong quân đội kể từ mùa xuân năm ngoái với tư cách là trinh sát, mặc dù không phải trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Một tù binh thừa nhận đã được đào tạo ở Đức, trong khi một người khác khẳng định anh ta chỉ được đào tạo quân sự cơ bản. Video về cuộc thẩm vấn do Thiếu tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tiến hành đã được đăng trên Telegram vào ngày 17 tháng 8. Chính quyền Đức mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng xảy ra phá hoại tại một doanh trại gần Munich sau những sự cố đáng ngờ tương tự. Theo truyền thông địa phương, quân đội Đức đã phát hiện ra dấu hiệu có thể có vụ đột nhập tại một doanh trại ở phía nam đất nước. Vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ việc đáng ngờ tại các cơ sở quân đội trong những tuần gần đây. Trong một số trường hợp, người ta lo ngại rằng nguồn cung cấp nước đã bị ô nhiễm một cách cố ý. Tờ Bild của Đức trích lời một phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Đức cho biết lỗ hổng lớn đã được tìm thấy ở hàng rào doanh trại tại trại lính Christoph Prost ở thị trấn Gatching của Bavaria gần Munich trong một cuộc kiểm tra thường kỳ vào ngày 15 tháng 8. Cơ sở này cũng là nơi đặt Viện Y tế Trung ương và một bệnh viện quân y. Người phát ngôn nói thêm rằng không có bằng chứng nào cho thấy có người đã tiếp cận các tòa nhà trong khuôn viên cơ sở này. Các nhà chức trách cũng không tìm thấy mối liên hệ nào với vụ phá hoại tiềm tàng đối với nguồn cung cấp nước uống tại một căn cứ không quân gần Cologne vào đầu tuần này, đồng thời cho biết thêm rằng nước tại cơ sở này an toàn. Vào thời điểm đó, nguồn cung cấp tại căn cứ Cologne được báo cáo là bị gián đoạn vì hệ thống nước uống cho thấy các giá trị bất thường. Giống như ở Gatching, báo động đã được đưa ra sau khi một lính canh phát hiện một lỗ thủng trên hàng rào gần nhà máy nước trên khuôn viên doanh trại. Việc tìm kiếm những kẻ xâm nhập ngay lập tức đã không thành công. Sau khi điều tra, chính quyền xác nhận rằng nước vẫn an toàn để uống. Trước đó, một vụ việc đáng ngờ tương tự cũng xảy ra vào ngày 13 tháng 8 tại căn cứ không quân NATO Gelenkirchen ở phía tây đất nước, nơi có một số máy bay trinh sát. Một phát ngôn viên của NATO nói với tờ Bild rằng lực lượng an ninh tại cơ sở này đã chặn một người đàn ông cố gắng xâm nhập trái phép vào căn cứ, đồng thời nói thêm rằng hàng rào không bị hư hại. Do vụ xâm nhập xảy ra sau vụ việc ở Cologne, nên chính quyền đã kiểm tra nguồn cung cấp nước tại Gelenkirchen nhưng không phát hiện thấy bất thường nào. Vào ngày 15 tháng 8, một lỗ thủng ở hàng rào bao quanh nguồn cung cấp nước uống trung tâm của thành phố Metternich, miền Tây nước Đức cũng đã được phát hiện. Một cuộc điều tra cho thấy nước không bị ô nhiễm, mặc dù sự cố này khiến hàng nghìn cư dân được khuyến cáo không sử dụng nước ngay cả khi tắm, trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.